Khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: "Phúc thay người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người ta nói bởi vì Thiên Chúa không ở gần chúng ta, chăm sóc từng người một, cho nên Ngài dâng nên một người mẹ để người mẹ đó chăm sóc chúng ta. Những người không có đức tin, người ta nói như vậy. Và vì vậy chúng ta mỗi người sinh ra đời đều có một bà mẹ hết. Và tình mẫu tử là một cái gì đó rất thiêng liêng. Và để diễn tả tình mẫu tử đó thì tôi kể cho ông bạn sẽ nghe trong cái tác phẩm Vầng Khăn Xô Cho Huế đó, của một văn sĩ Nhã Ca đó, kể về cái cuộc chiến tranh mẫu thân đó. Thì bà kể rằng có một người mẹ, bà cứ ôm đứa con, bởi vì đứa con đã chết rồi, bà không muốn chôn đâu, bởi vì bà thương nó quá, nó là khúc ruột của bà. Bà ôm đứa con mà đứa con đã chết 3 ngày. Nên chị em cứ tưởng một cái thây, một cái con người mà chết 3 người thì nó thối như thế nào. Người ta tưởng bà điên, cho nên người ta giành đứa con của bà. Nhưng mà không, con của tôi. Bà không muốn người ta giành cái đứa con khỏi cái lòng của bà đem đi cho bà, bởi vì bà thương nó. Tình thương của người mẹ là như vậy. Cách đây 103 năm, nhân loại bước vào một cuộc chiến tương tàn khốc liệt. Cuộc chiến đó bắt đầu từ năm 1914 và kéo dài 3 năm cho tới 1917, giết đi 20 triệu sinh mạng. Có một bà mẹ nhìn thấy những đứa con của mình giết chóc lẫn nhau như vậy. Bà mẹ đó đã khóc. Bà mẹ đó đã hiện ra tại làng Fatima cho 3 đứa trẻ. Đó là Francisco, Jacinta và Lucia. Bà mẹ đó không thể nhìn thấy những đứa con của mình chết. Những đứa con của mình là anh em với nhau, là những người con của mẹ hết, mà lại đi vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn như vậy. 20 triệu mạng người. Bà mẹ đó đã khóc và đã hiện ra với 3 trẻ một đồng. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, 3 đứa trẻ đã thấy mẹ đã hiện ra trên ngọn cây. Trong khi 3 đứa trẻ ngoan ngoãn và đạo đức đó cầu nguyện với nhau sau khi thả những con chiên, con cừu đi ăn. Sau đó mẹ mới bảo rằng cứ cái ngày 13 tháng 5 lại quay lại. Và liên tiếp từ tháng 5 cho tới tháng 10. Và lần đầu hiện đã cuối cùng là 13 tháng 5, 13 tháng 10, 1917. Thì lúc đó đó, cái tin đó đã lan ra rất là rộng. Dĩ nhiên nhiều người không tin. Và cái lần cuối cùng 13 tháng 10 đó, thì 70.000 người đã tập trung tại đó. Có các phóng viên báo chí. Thì một phép lạ nhãn tiền, mặt trời nhảy múa trên đầu mọi người. Người ta chụp hình được 70.000 người làm chứng rằng rõ ràng Đức Mẹ đã hiện ra. Và vì vậy cái việc Đức Mẹ hiện ra Fatima là một phép lạ được giáo hội công nhận một cách chính thức, không cãi cọ được hết. Mẹ đã hiện ra. Sau đó mấy tháng, cuộc chiến đệ nhất thế chiến đã chấm dứt.
Rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Mẹ, người mẹ mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta, chắc chắn cũng đau đớn như một người mẹ ôm đứa con chết 3 ngày mà không muốn rời ra. Người mẹ đó đau đớn còn hơn chính chúng ta là những nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của dịch bệnh. Anh chị em thấy không? Những người mẹ ngồi đây đều thấy, nhiều khi con mình nó đau á, mình thấy nó đau nhưng mà cái lòng của mình nhiều khi nó cắt ra còn đau hơn nó nữa. Mẹ Maria còn đau đớn hơn cả những nỗi đau mà chúng ta phải chịu. Mẹ không phải là tạo hóa, mẹ cũng là những con người như chúng ta, nhưng mà tại sao mẹ lại có một cái thế giá, lại có một cái khả năng để can thiệp vào đời sống của chúng ta, để nhấc đi những gánh nặng khổ đau của chúng ta, để đưa chúng ta ra khỏi những vực thẳm của điêu linh. Bài phúc âm hôm nay đã nói rõ, phúc thay người mẹ đã cứu mang và cho thầy bú bấm. Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Cái người trong nhân loại mà lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, không ai qua được mẹ hết. Cả cuộc đời của mẹ là một cuộc đời lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Cho nên mẹ được chúc phúc. Và chính cái lời chúc phúc này đã giúp cho mẹ có một khả năng để can thiệp vào đời sống của nhân loại. Điều này có lẽ nếu mỗi một anh chị em tôi mời lên đây để kể về cái cảm nghiệm của mình, để làm chứng cho sự can thiệp của cuộc đời mẹ, có lẽ anh chị em sẽ lên đây nói rất là nhiều và rất là dài. Chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Ở đây tôi muốn nói tới kinh nghiệm của 2 vị giáo hoàng. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, anh chị em biết, bởi vì ngài mất mẹ rất sớm. Người mẹ Ba Lan của mẹ mất khi ngài còn rất là nhỏ, cho nên cả cuộc đời của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là gắn với mẹ Maria, bởi vì mẹ thật của mình chết sớm quá. Và cái khẩu hiệu của mẹ của Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ là Totus Tuus, tức là tất cả là của mẹ. Cuộc đời của con là của mẹ. Sự nghiệp của vị linh mục, của một vị giám mục, của vị hồng y, của một vị giáo hoàng là của mẹ hết. Thánh giáo hoàng Phaolô đệ xác định như vậy. Và đúng, mẹ đã yêu người con ấy của mẹ. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong khi xuất hiện để chào giáo hữu tại Roma, thì Aliaga ở một cự ly rất gần đã bắn vào ngài. Các bác sĩ gấp viên đạn ra và nói rằng chính Đức Mẹ Maria đã dẫn cho cái viên đạn nó đi qua tất cả các bộ phận quan trọng nhất của ngài. Khi tỉnh lại và lành bệnh, ngài đã lấy cái viên đạn mà chính Đức Mẹ Maria, ngài tin rằng Mẹ Maria đã hướng dẫn cái viên đạn nó đi để tránh tất cả các cơ quan nội tạng quan trọng của ngài, và đến Fatima và đặt cái viên đạn đó lên trên cái vương miệng của Mẹ Maria. Anh chị em ngày hôm nay nếu mà có cơ hội đi hành hương sẽ thấy cái viên đạn. Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta đây cũng vậy. Sau khi được đắc cử giáo hoàng, sáng sớm hôm sau, ngài lặng lẽ một mình đi tới Đại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Chúng ta biết rằng ở Roma có 4 cái Đại Vương cung Thánh đường. Vương cung Thánh đường
Nhà thờ Đức Bà chúng ta là tiểu vương cung thánh đường thôi. Còn ở Roma là đại vương cung thánh đường. Đức Bà cả, Ngài lặng lẽ quỳ xuống, dâng cái cuộc đời giáo hoàng. Một cuộc đời chúng ta nhìn vào thì là vinh quang, nhưng mà anh chị em biết, đó là một khổ giá nặng nhất trong các khổ giá. Ngài dâng lên cho mẹ Maria. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo sư chúng ta trong một bối cảnh rất đặc biệt, tháng 5 là tháng của Đức Mẹ, và chúng ta đang sống trong nỗi lo âu cả nhân loại đang sống trong nỗi sợ hãi. Anh chị em biết đó, vaccine chưa tìm thấy, thuốc chưa có. Ở bên nước ngoài nếu bị nhiễm COVID, bị bệnh COVID đó, thì cứ ở nhà thôi. Bởi tới nhà thương thì cũng chẳng có thuốc mà chữa đâu. Nhưng mà tới nhà thương là để làm gì? Để chữa những cái biến chứng của nó. Và con số ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ chúng ta cảm thấy rằng hình như nó nhẹ nhàng rồi. Anh chị em có lẽ nhiều người không còn sợ nữa, không thấy có vẻ như là so với lúc đầu á, tôi thấy là cái tâm lý hoảng sợ đó gần như cũng có vẻ như vậy, coi như là coi thường. Nhưng mà thật sự nó nguy hiểm anh chị em ạ. Nó vẫn đang tiếp tục nguy hiểm. Và một cái hình ảnh mà tôi dùng cho anh chị em thấy rằng là cái nước Mỹ đó, trong cuộc chiến Việt Nam 20 năm bom đạn như vậy mà số người Mỹ chết đó, trong suốt 20 năm đó không bằng số người Mỹ mới chết có mấy tuần qua. Có 56.000 người Mỹ chết ở cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà bây giờ Mỹ đã hơn 70.000 người rồi. Nhưng mà vì vậy, nhưng mà không thể mà đóng cửa để mà ở nhà mà nhịn đói, cho nên phải mở cửa để mà tiếp tục làm việc, chứ không thì kinh tế nó xuống. Nhưng mà cái nguy cơ nó vẫn còn treo trên đầu, vẫn còn vậy. Và trong cái bối cảnh đó, hôm nay chúng ta quy tụ lại đây để nhìn lên Đức Mẹ Fatima. Đặc biệt giáo sứ chúng ta là một giáo sứ mà cái lời kinh mà chúng ta vẫn đọc: đời chúng con long đong vất vả lắm. Anh chị em đa số là di dân, hoặc là con cũng là mới đến đây lập nghiệp. Tôi biết những cái cảnh nhiều anh chị em đẩy chiếc xe đi mà tay còn lần hạt, mầm mọc đọc kinh. Tất cả chúng ta đều chạy đến mẹ thôi. Đời chúng ta long đong vất vả lắm, nhưng có mẹ ở đây với chúng con sẽ quên hết ưu phiền. Và chiều nay trong tâm tình đó, chúng ta đến với mẹ, chúng ta xin mẹ hãy thương lấy thế giới này, hãy thương lấy giáo xứ chúng ta, hãy thương lấy gia đình chúng ta. Chúng ta dâng lên tất cả cho mẹ, và tất cả những ai đến với mẹ thì chắc chắn sẽ không phải về không. Amen. Thank you.